Bộ Công Thương nhận định, thị trường mặt hàng xăng dầu trong nước trong quý 1 năm 2022 có nhiều biến động nhưng sẽ ổn định hơn trong quý 2 khi nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, đơn vị chiếm 1/3 nguồn cung trong nước, cam kết sẽ cung ứng 1,83 triệu mét khối xăng dầu trong 3 tháng tới. Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn cam kết cung ứng cho thị trường trong nước tháng 4 là 590.000 mét khối, tháng 5 là 630.000 mét khối và tháng 6 là khoảng 610.000 mét khối. Trước đó, để bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước đáp ứng nhu cầu của thị trường, để phục hồi kinh tế theo chủ trương thích ứng an toàn linh hoạt với Covid-19, Bộ Công Thương giao 10 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nhập khẩu thêm 2,4 triệu tấn ngay trong quý 2. Sản lượng này sẽ được nhập khẩu liên tục rải đều trong các tháng đến giữa năm. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex là đơn vị được Bộ Công Thương giao sản lượng nhập khẩu lớn nhất, chiếm tới gần một nửa tổng sản lượng giao cho cả 10 doanh nghiệp xăng dầu đầu mối. Về cái nhu cầu cung ứng xăng dầu thì chúng tôi cũng thực hiện theo chỉ đạo của toàn tập đoàn cũng như của công ty xăng dầu Việt Nam. Các cửa hàng Petrolimex thì luôn luôn là cung ứng đầy đủ nguồn hàng trong mọi thời điểm cho khách hàng. Xăng vẫn hoạt động bình thường và cung cấp đầy đủ. Các người tới đổ xăng thì họ vẫn đáp ứng đủ đầy đủ xăng cổ cho nhân dân ở Đà Nẵng mình. Nguồn cung xăng dầu đã cơ bản được đảm bảo, nhưng có một thực tế là giá xăng dầu trong nước từ đầu năm cho đến nay đã tăng khoảng 21%. Trên thế giới, mức tăng ghi nhận khoảng 30%. Hiện mặt hàng này đang chịu ảnh hưởng từ diễn biến giá dầu thế giới, nhất là những bất ổn về địa chính trị. Các đầu mối xăng dầu trên thế giới đều có xu hướng dự trữ nguồn hàng, biến động giá được dự báo sẽ còn tiếp diễn. Theo nhiều dự báo thế giới, giá dầu Brent đến cuối năm 2022 có thể tăng lên đến 150 đô la Mỹ, mức tăng trung bình 45% trong năm 2022. Kéo theo, giá xăng trong nước cũng sẽ tăng khoảng 40% trung bình năm 2022. Đối với xăng thì như vậy là giảm thuế môi trường là 2.000 đồng một lít, và đối với dầu thì giảm 1.000 đồng một lít. Và như vậy là suốt từ nay đến cuối năm thì chúng ta cũng là liên tục được hưởng cái việc mà giảm cái giá xăng dầu. Sẽ tiếp tục đang nghiên cứu và rà soát để có thể xem giảm được thêm những cái thuế nào để cho nó phù hợp đấy với các cái tình hình chung, cũng như là để chống cái việc mà thẩm lậu xăng dầu sang các cái địa bàn, các cái nước xung quanh có biên giới với Việt Nam. Xăng dầu là mặt hàng có vai trò hết sức quan trọng, tác động đến rất nhiều ngành nghề, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân. Nếu không kìm hãm sự tăng giá của xăng dầu sẽ ảnh hưởng tới đà phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Vì vậy, ngoài chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản để trong mọi tình huống nguồn cung xăng dầu trong nước luôn được đảm bảo, góp phần bình ổn giá đầu vào cho mọi lĩnh vực, thì Liên Bộ Tài chính Công Thương đã tham mưu Chính phủ về lộ trình giảm thuế đối với xăng dầu, đồng nghĩa với việc ngân sách nhà nước sẽ chịu thâm hụt lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, khuyến khích doanh nghiệp, người dân tiết kiệm xăng dầu, chuyển đổi năng lượng thay thế.